thường trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép Tam Bảo cho con được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Con xin phép được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng xúc ai thần kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngàn. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ vào tận sẽ xa vào đường giữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ việc chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành tuyển thuốc ở nơi nào, dầu xa ác thù cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng thành ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba con khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chứng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọ cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bảy chức tượng, cách một ngày đêm bâng lầy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ thân. Rượu thì tà dâm cùng rồi luống, trong 51 ngày chờ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thầy rõ tôn dung hiện, tức rồi liền đặng trí khôn nhanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, nhà cửa hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay. Nhận để chim bao đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, búng qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió giữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cùng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lòng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, dọc viên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báu đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công ngồi pháp giới, rốt giáo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều cõi nước. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin hồi hướng hết công đức, học thuộc bài kệ này đến cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phước đức, có duyên với Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn, hiểu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So Ha.